Hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt gà nhé, nấu với giả cầy nhé. Đây là phần gà rất là nhiều xương, nấu giả cầy nó rất là ngon, sống lưng ấy của gà. Đây là gà này là gà công nghiệp ạ. Và mình đã rửa sạch với nước muối loãng rồi. Và rửa rất nhiều lần cho gà nó hết cái máu đỏ đi rồi. Và bây giờ mình cho vào một cái nồi như này, gà để ráo nước trong một cái nồi như này và mình ướp gia vị. Các bạn dùng gà già thì các bạn nên thui nhé, thui rơm ấy để cho nó có màu vàng ấy, ngon ấy. Còn không mình nấu bình thường như này cho nhanh. Bây giờ mình sẽ ướp cái mẻ giềng. Giềng vào, giềng xay sẵn rồi. Vậy cho vào đi. Giềng xay này. Cho vào. Mẻ. Mẻ, giờ đến giai đoạn mẻ. Mẻ này ngấu rồi, ngấu rồi thì các bạn không phải nọc. Còn đâu chưa ngấu thì các bạn nọc nhé. Nó rồi, ngấu cho rồi thì cái này phở. Cho bây giờ cho một chút tương nữa. Bạn cho chút tương vào. Bạn này là mắm tôm. Rồi. Đấy, rồi các bạn cho muỗng thìa mì chính nữa. Cái là bột ngọt đấy. Bóp. Thế này giờ cho vào bóp. Càng bóp ngấu thì là nó mới càng bóp kỹ này. Nếu ta bóp thì nó mới thấm vào trong cái miếng thịt gà, các cái gia vị này thì nó mới ngọt, nó mới thơm. Xong nấu là nó thấm ngấm nghía hết rồi. Ướp 15 phút nữa. Ướp là 15 phút thì là các bạn cho vào nấu. Giờ đợi đúng không? Bây giờ nhá, khi ướp được 15 phút rồi nhá, mình sẽ cho vào mình nấu nhá. Khi mà ướp này thì nó sẽ ra nước từ cái thịt nó ra ấy. Và các bạn cứ nấu thôi. Nếu mà các bạn muốn ăn nhiều nước thì các bạn cho mình thêm nửa bát con nước nữa vào để các bạn nấu cùng nhé. Còn không thì cứ nấu cho nó đậy vung lại, nấu cho nó chín là được. Bắt đầu cũng mở vung cho nó sủi đã, hé vung này cho nó sủi, nó bay hết cái hơi hôi đi. Sau đó mình sẽ nấu khoảng 15 phút để các bạn đảo cho mình nhé. Khi đun được 15 phút rồi ấy, khi đun được 15 phút rồi ấy thì các bạn thấy nó sủi lên như này á, thì các bạn đảo lên cho mình nhé, để cho nó bay hết cái hôi đi, hơi tanh đi của thịt đi. Sau đó mình sẽ đậy vung lại và mình om thêm 15 phút nữa là nó sẽ được nhé. Đây là cái cách nấu giả cầy theo kiểu miền Bắc ấy. Bây giờ mình sẽ nêm nếm dặm gia vị nhé, và đun thêm khoảng 5 phút nữa cho nó khô bớt. Ở đây mình sẽ cho thêm một thìa cà phê hành lên và một thìa cà phê muối nữa vào, mình thấy thơm nhỉ. Đun thêm 5 phút mở vung này nhé, để cho thịt gà nó sền sệt lại chút nhé. Các bạn đảo nhẹ nhé, và đun thêm 5 phút nữa cho mình. Gia vị như thế là tương đối được rồi. Đun thêm 5 phút thì nó sẽ keo lại hơn. Thì cái nước này ăn nó sền sệt rất là ngon. Bây giờ mình sẽ, khi mà gà nó sền sệt nước rồi, mình sẽ cho ít rau răm vào cho ngon. Có thể không cần cho rau răm, nhưng giả cầy thì hay cho ít rau răm này. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và múc ra nhé. Bây giờ mình sẽ múc ra và thưởng thức thôi, cực kỳ ngon và bắt mắt.